Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Tuyền. Hôm nay mọi người cùng đi đến hội chợ ẩm thực có tên là Bazaar Ramadan với mình nhé. Bazaar Ramadan có nghĩa là hội chợ ẩm thực đường phố, nơi có nhiều quầy hàng bán thức ăn ngon miệng như là thịt nướng, món tráng miệng, món truyền thống của người Malaysia. Bazaar Ramadan là một sự kiện độc đáo chỉ diễn ra mỗi năm một lần trong tháng lễ Ramadan. Đối với người Hồi giáo, đây là một địa điểm tuyệt vời để mà mua mọi thứ mà họ cần để ăn vào buổi tối. Những tình yêu nào yêu thích ẩm thực của người Malaysia thì đây là một nơi nhất định các bạn phải ghé nha. Địa chỉ mình có để trên màn hình và nó mở từ lúc 4 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Ngày 21 tháng 4 này cũng là ngày kết thúc sau một tháng hội chợ rồi, cho nên các tình yêu ở Cụi Chiên muốn đến đây thì phải tranh thủ nhé. Theo đánh giá của người dân địa phương, đây là nơi bán đồ ăn rất là ngon và giá lại rất là hợp lý. Và hầu như họ ít nhất phải đến đây một lần trong tháng Ramadan. Với tổng số 116 gian hàng tại đây thì các bạn có thể lựa chọn rất là nhiều món ăn hấp dẫn như là cơm gà nướng, cơm gà chiên hay là nhiều loại bánh truyền thống. Ngoài ra còn có nhiều loại nước, nhiều màu sắc như thế này. Nhưng hầu hết những ẩm thực này thì các bạn có thể tìm kiếm ở bất cứ hội chợ Ramadan nào. Ngoài ra còn có một số ẩm thực độc đáo riêng của từng khu chợ. Dạo bước trong khu chợ Ramadan này, chắc chắn bạn sẽ bị kích thích bởi những món ăn ngon đa dạng cùng thêm mùi thơm không thể cưỡng lại được. Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm mình sống ở Cụi Chiên, mình đi khu chợ Bazaar này. Mọi thứ đối với mình rất là mới và rất là ngạc nhiên, rất là nhiều món ăn của người Malay lần đầu tiên mình thấy và mình rất là muốn thử. Nhưng chủ yếu hôm nay mình lại chọn những cái món ăn vặt để mà mua thôi, bởi vì mình đã ăn no rồi khi mà đến đây. Mọi người có thấy xe nước mía của người Malay không? Đây, món ăn nhất định phải thử. Bánh này có tên là churros, đây là loại bánh của Tây Ban Nha, bán rất chạy tại Stuton Ramadan Bazaar này. Bánh này là một loại bột được chiên lên và khi bạn ăn thì nó rất là giòn. Bánh được phủ nhẹ bằng bột quế và đường mịn. Khi ăn thì có thể chấm với nước sốt sô-cô-la, caramel hay là dâu tây. Và đặc biệt đây là món yêu thích của rất là nhiều bạn nhỏ. Một hộp bánh churros có hương vị nguyên bản, chứa 5 chiếc và được bán với giá 5 đồng. Và khách còn được tặng thêm cái hũ sốt sô-cô-la để chấm kèm. Cái phần bánh này là mua cho Leo nè. Và kế bên họ lại bán thêm bánh ngọt, cho nên là mình lại mua thêm bánh kem cho Leo. Và đặc biệt khi mình nhận ra là người Malay họ thích, rất là thích ăn ngọt. Đặc biệt là những cái món bánh như thế này thì rất rất là ngọt. Và khẩu vị của họ dường như chỉ có hai khẩu vị duy nhất, đó là ngọt và cay. Những chiếc bánh kem đủ màu sắc như thế này, mình là người lớn mình nhìn còn thấy thích nữa đây, huống chi là con nít. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục đi vòng quanh chợ xem có những cái món gì đặc biệt không nè. Đây là cái món mì nè, mì xào của người Malay. Mình chưa thử bao giờ, nhưng mà mình thấy rất là hấp dẫn và ngon miệng. Nhưng mà chỉ tại lúc này là mình đã ăn no lắm rồi. Và đặc biệt cái món roti john này. Roti john này rất là ngon, các bạn phải thử nha. Nó giống như bánh mì burger vậy đó. Và mình nhìn thấy có một gian hàng bán mực nướng nữa. Nhưng mà mực ở đây họ đã nướng sẵn rồi, cho nên là không có còn mùi thơm nữa. Họ đã vô hộp như thế này. Một hộp như thế này khoảng 10 đồng ấy. Một món ăn không thể thiếu quốc hồn quốc tí của người Malay đó chính là món roti đây. Món này nhìn dầu mỡ gì chớ khi mà bạn ăn được đó, thì rất là ghiền đấy. Mình là một trong số những người ghiền cái món bánh roti này rồi đấy. Rất là ngon nè. Không hiểu cái bột của họ trộn như thế nào nhưng mà khi ăn rất là bắt, bởi vì bột vừa giòn vừa mềm và nó lại vừa thơm nữa. Bánh thì được làm bằng tay như thế này, có nhiều bạn sẽ nói là trong mắt vệ sinh. Nhưng mà khi mà các bạn có nghĩ là bác bạn ăn sushi á, các bạn sushi thì đầu bếp cũng đâu có mang bao tay đâu. Đố mọi người đây là món gì? Những bạn ở Malaysia thì chắc sẽ biết. Nhưng mà mình đây là lần đầu tiên mình thử cái món này. Đó chính là món chuối chiên của người Malay. Món chuối chiên này đã được họ chế sữa và bơ, cho nên ăn rất là thơm. Đây là mình đã đem về nhà và mình đã mở ra xem và ăn thử. Mọi người có thể nhìn thấy kỹ hơn bên trong. Lớp bơ này rất là thơm nè. Mình rất là thích chi này. Lần đầu tiên mình ăn nhưng mà mình không thể nào ngừng được, bởi vì nó rất là thơm, ngon và giòn của vị chuối, bơ của vị chi. Mấy bạn nên thử nhé. Và món này các bạn nhìn thấy có quen không? Nó giống hệt như là cái món chả giò của người Việt Nam mình vậy đó, mà nó có tên là bo bia. Và mình thường hay gọi với cái tên là chả giò của người Malay, bởi vì chả giò này lần đầu tiên mình ăn luôn, cho nên là mình không biết bên trong như thế nào. Bên trong bánh có hai loại nhân, một là thịt gà, hai là thịt bò. Bởi vì người Malaysia đầu hồi họ sẽ không ăn thịt heo, cho nên không có thịt heo trong này. Một cuốn như thế này là 1 đồng, thì tương đương khoảng 5.000 Việt Nam mình á. Mình chỉ mua thử 2 cuốn để mà ăn thôi, bởi vì không biết có ngon hay không, cho nên là mình không dám mua nhiều. Nhưng nhìn bên ngoài thì rất là giống như là chả giò của Việt Nam mình ấy. Nhìn cái cuốn rất là giòn nè. Nhìn là đã thấy muốn ăn rồi, và không thể nào cưỡng lại được.
Hy vọng là khi mà mình ăn thì nó sẽ rất là ngon miệng nhé. Và một món không thể thiếu trong tất cả các hội chợ, kể cả ở Việt Nam và Malaysia, đó chính là món cá diên chiên và bò diên chiên như thế này. Mình thấy cái món takoyaki này mọi người bên đây rất là thích và mọi người xếp hàng rất là đông để mà mua nó. Mình cũng xếp hàng để mà mua đó, nhưng mà cuối cùng thì mình đã bỏ cuộc bởi vì rất là đông và đợi rất là lâu. Và món này có tên là Mutamat Ayam. Món này rất là đặc trưng của người Malay. Mọi người nên thử nhé. Vì mình đã thử qua rồi, cho nên là mình chỉ quay cho mọi người xem cái cách người ta chế biến cái món này như thế nào thôi. Và cái vỏ bột á, thì cũng chính là vỏ bột của roti. Và họ chế này là thịt gà đấy. Và cái tiếp họ chế curry vào nè. Và họ đem nướng mà thôi. Ayam có nghĩa là chicken, có nghĩa là con gà đấy, thịt của con gà. Một chiếc bánh nướng curry gà như thế này rất là đơn giản, nhưng đó lại là một món ăn rất là phổ biến của người Malay đạo Hồi như thế này. Và tự nhiên mình phát hiện ra một món rất là giống Việt Nam của mình. Nói mọi người đây là món gì? Đó là món cá viên chiên của người Malay. À, món cá viên chiên này khi ăn rất là giòn và thơm, rất là ngon đấy. Món mực nướng và cá nướng sambal này thì dường như đi đến đâu, quán ăn nào thì cũng đều có bán hết. Cho nên là mình không có mua thử, nhưng mà mùi thơm thì làm mình rất là thèm thuồng. Và đây là gian hàng dành cho những bạn nào thích ăn hải sản chiên giòn, mực nè, tôm nè, ghẹ nè. Ở đây họ chiên rất là giòn như thế này. Và vô tình mình lại thấy bánh hỏi. Wow, lần đầu tiên mình thấy bánh hỏi ở Malaysia, ở nơi mình đang sinh sống. Chắc có thể là mình ít ra đường hay là mình ít đi ăn hàng bên ngoài. Lần đầu tiên mình thấy bánh hỏi như thế này mình rất là ngạc nhiên. Và không biết là bánh hỏi này họ ăn như thế nào, ăn với cái gì. Thành ra mình đã mua và ăn thử để xem. Họ cho mình bánh hỏi nè. Và mình thấy họ cho mình thêm một cái hũ nữa. Đó chính là dừa nạo. Và thêm một hũ thứ hai đó chính là đường cát nè. Đó, mình đem về nhà và mình mở ra và thấy đây là dừa sống nha. Và một hũ đường cát khi mà trộn lại và ăn với nhau thì nó rất là bắt mắt. Mọi người nên thử nhé. Và đây có tên gọi là kolumi. Kolumi của người Malay khác kolumi của người Hoa Malay. Và mình chưa thử bao giờ. Một gian hàng roti john rất là nổi tiếng ở khu vực này. Đặc biệt là roti john beef ở đây rất là ngon. Và đặc biệt là mình phát hiện ra đây có bán gà nướng nè, lòng mề nướng nè, rồi mùi rất là thơm. Đây là những cái con sò họ làm nè. Và đây là bên trong là gà, nhưng mà mình không biết tên là gì. Bên trong thì họ tẩm màu đỏ như thế này. Khi ăn vào thì nó có mùi vị của cá. Nhưng thật sự mà nói thì nó không hợp khẩu vị với mình lắm. Những chiếc bánh này là mình nhớ đến bánh ít của Việt Nam mình, nhưng mà này là phiên bản thu nhỏ, nhưng mà bên trong thì lại là thịt gà. Mình cũng đã thử, nhưng mà mình cảm thấy là nó không có hợp khẩu vị với mình lắm. Bởi vì dường như là họ tẩm ướp cái nó hơi lạc, hơi ngộ. Nói chung là mình thấy không hợp. Và một món không thể nào thiếu đó chính là món satay. Satay bò và satay gà này rất là ngon nhé. Nà, mùi vị rất là hấp dẫn. Nhưng mà bởi vì mình đã ăn no lắm rồi và mình không thể nào ăn được nữa. Nhá, mấy bạn này rất là dễ thương. Cho mình quay hình nữa. Và khi ra xe thì Leo đã không thể nào đợi được nữa. Leo liền đòi thưởng thức cái món chả giò này. À, khi mà cậu ấy cắn vào thì rất là giòn nè. Wow, yummy. Và mình cũng thử cái bánh mà Leo mua. Nghe chồng mình nói là Leo đã ăn hết rồi. Wow, cái khẩu vị của cái bánh này là cái bột bên trong á. Nó giống như là khoai tây vậy đó. Và nó có mùi thơm bơ nữa. Rất là giòn và ngon. Nó lại không quá ngọt khi mà họ phủ đường bên ngoài, nhưng mà nó hơi khô một tí. Bây giờ mình sẽ thử cái món chả giò của người Malay. Khi mà cắn vào thì cái vỏ rất là giòn nè. Đây bên trong thì nó lại có khoai tây, thịt gà, nhưng mà họ lại nêm nếm rất là lạt. Nó không có đậm đà và như chả giò Việt Nam của mình. Có nhiều loại rau, khác xa với chả giò Việt Nam của mình. Nhưng ăn cũng ngon đấy, mọi người nên thử nhé. Trên đoạn đường về nhà buổi chiều nay hoàng hôn rất là đẹp, cho nên mình quay cho mọi người cùng xem nè. Bên phía tay trái của mình là một siêu thị Viva rất là lớn ở thành phố Cửa Chiên. Siêu thị này bán rất là nhiều đồ và rất là nổi tiếng.